Phật tử nơi hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di nhé, chứ không phải A Di nhé. Khổ lắm. Đấy, một cái câu Phật hiệu thôi mà quả nó viết nhầm như thế thì hỏng. Kính bạch thầy, mẹ con năm nay 87 tuổi, mẹ con hay kêu có người âm về chuyện trước đây vài chục năm, và cụ bảo cụ nhìn thấy như cái bát, như cái bát con, có các con như có các con như sâu, nó ngoáy cụ, cứ bảo người lúc tỉnh lúc như người ốm. Kính bạch thầy cho con, kính bạch thầy chỉ cho con nên phải làm như thế nào. Trường hợp này nên về, nếu mà được thì lập đàn tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày, mời các Phật tử trong đạo tràng đến tụng ở tại nhà mình cho. Và trong 21 ngày, cứ 7 ngày thì lại phóng sinh một lần. Nên phóng sinh tu phúc để hồi hướng, sám hối nghiệp chướng cho bà cụ. Thì dần dần nó sẽ ổn thôi. Mỗi lần đi lễ như thế này thì nên làm gì? Nên làm sớ để cầu siêu cho oan gia trái chủ của bà cụ, và cầu an cho bà cụ. Đây cũng là một việc tốt vậy.